Hai thì chào cô chú anh chị mình nha. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay thì Thượng Gờm xuống xuống nhà anh Lương thăm anh Lương cả nhà. Thì mấy bữa nay cũng có nhiều cô chú anh chị mình thì nhắn tin hỏi thăm anh Lương, cũng nói Thượng Gờm xuống thăm anh Lương coi tình hình sức khỏe anh Lương giờ này thế nào rồi. Với lại là hỏi thăm anh Lương là coi anh Lương có đi Sài Gòn khám bệnh hay chưa. Thì ngày hôm nay xuống đây thì hên quá cả nhà. Ngay cây chôm chôm chín luôn cả nhà. Ở phía sau Thượng Gờm với Lương là một cái cây chôm chôm cổ thụ là to siêu to cả nhà nha. Cây chôm chôm nãy Lương nói là 30 năm hả? Gần 40 năm cả nhà. Cây chôm chôm này trái nhiều kinh khủng luôn. Dạ thì giờ mình sẽ lại vừa ăn chôm chôm rồi mình vừa tâm sự rồi hỏi thăm sức khỏe của Lương cả nhà nha. Có cái cây thọc không? Ồ đứng đây là em lụm được luôn nè. Ồ được. Cái liềm này 30 năm. Nữa. Nổ nữa. Thì cái liềm này phải 30 năm rồi. Cái liềm này từ hồi xưa ra đây dùng cắt lúa. À, đây là bác má đúng không? Đây là má của anh Lương cả nhà. Đây má anh Lương. Cái này cần gì này lấy tay. Lấy tay được rồi, lấy tay chơi được rồi, chơi trực tiếp luôn. À, em leo lên đi trên đó chín nhiều vậy. Ừ. Cái này mà có phương ghế của bạn 7 cô đơn đi là ngon lành luôn. À bên này là đúng rồi. Ừ. Chôm chôm này là chôm chôm thường cả nhà. Cái gấp nó kinh khủng à. Đây chôm thường. Ủa cái ốc to ghê à. Đó em trèo lên trên kia kìa. Trèo lên ngồi đó ăn nó mới. Nó mới ngon lành không. Đi anh em lên. Không chơi đi chim cu nữa cha. Hả? Gà tre hả? Gà tre có bán không? Gà rừng. Gừng gì cha? Này gừng không? Biết đó. Ta cho nó mà. Luộc nấu cháo đi. Tưởng cháu hơn mình làm sĩ đi. Lên, anh lên chứ đi. À, giờ này sao dám leo. Sao hả? Trơn hả? Chôm chôm nhiều lắm cả nhà ơi. Quá trời luôn. Có gì đâu không dám leo. Cái nhánh nó thế này cả nhà. Cái nhánh này không chắc hoành cũng phải 70-80 To ghê, cây to ghê cả nhà. Cái gốc nó phải mét mấy, 2 mét á. 2 mét mấy nếu mà Đường Ngố nói là hơn 30 năm cả nhà. Kinh khủng cái trên kìa. Thì bữa giờ có uống thuốc đều không? Uống thuốc nam hay thuốc tây? Thuốc nam. Thuốc nam hả? Sao mà chèo vậy ta? Chèo qua cành này. Sao? Được à? Em có lên không? Lên chứ. Anh lên đi. Lên trước đi em lên chứ. 5:45 em chèo bác này hoài. Năm đó đẻ chứ. Ui quá trời luôn cả nhà. Cái này đá này. Cái cây này nó cổ thụ rồi, rong nó bám quá trời luôn, trơn lắm. Này ba mấy gần 40 năm rồi, đi cầm điện thoại cho nè. Siêu rớt nữa nè. Bây giờ. Từ từ nghe thằng ơi. Từ từ, tôi lên cái trời. Tôi lên bên này cái trời. Đó, hay. Gặp thằng sợ độ cao leo đây nữa. Ở chôm chôm nè cả nhà. Chôm chôm này chôm chôm thường. Chôm thường này chính là con hồi, hồi xưa ba anh đi bộ từ đây ra ngoài 125 á. Đi mua cái giống nè. Mua cái này hả? Ừ. Hồi trước tàu bộ chôm chôm thường cả nhà. Đâu có chôm chôm thái gì đó. Nhưng mà nó cũng ngon mà. Ngon mà, nó ngọt mà. Ngon. Anh đâu có ăn mấy ngày giỏi lắm, ăn một trái hai trái là còn. Ồ. Không quá. Sao lên đây quýt áp lên chứ gì ta. Sợ. Mặt trái. Độ cao. Tròn trái. Cầm nó nè. Chụp. Chụp quá trời. Đây nè thằng ơi. Chụp này nè. Này tí nữa hái về cho má cho già bà già không có nổi. Này hái đi bán cũng được luôn. Này bữa người ta ra hỏi bà già hỏi có bán không. Bà kêu đây con cháu ăn thôi. Chẳng thà để đây dư cho bà mấy đứa nhỏ vòng vòng ăn. Hôm bữa mới có mấy cô chú anh chị ở bên nước ngoài về thăm mấy anh em. Rồi cũng có mấy cô chú dưới Sài Gòn lên. Mà ngày lên đợt đó là không phải mùa chôm chôm. Không phải mùa chôm chôm. Lên đợt đó không như. Sầu riêng cũng chưa có mà chôm chôm cũng chưa có cả nhà. Sugana. Đợt này mà cô chú anh chị mình lên là ăn trái cây mệt nghỉ luôn. Chôm chôm nè, măng cục nè.
sầu riêng, sầu riêng rồi dâu cả nhà, nhiều lắm. Còn có vải nữa, nhưng mà nếu mà muốn ăn để Thường Gòm ra Bắc, Thường Gòm mua bắt máy bay à. Đó, làm một trái review cô chú ăn nè. Đây cả nhà, mới hái sơ được chùm to cả nhà nhá, cực kỳ đẹp luôn. Review cái nhà mình trái trước nha, trước khi vô câu chuyện nha. Thịt nó dày đã. Ngọt lắm. Nó không có bị dính hột nha, ngon nha. Chôm chôm này nó không có dính. Chôm chôm này chắc phải 5 tạ không? Nhiều lắm á. Có luôn á. 5 6 tạ. Ý là bây giờ mới đứa nhỏ nhóc ra hái đầy luôn rồi. Gãy mất hai cái nhánh này. Tét nhánh gãy nhánh luôn. Cái này to quá sợ gió mưa lớn dễ gãy. Nó cũng không có nhiều cành nhỏ đâu. Toàn cành to không mà gãy hết rồi. Chuẩn bị để làm trái. Thôi, ăn nhiều nóng quá. Ăn chưa? Ngày sáng ăn một trái hai trái à. Em là quất lần ký ký mà. Ăn được hết cái đó mới nổi, sợ cái đó chắc cái mấy 2 ký 2 ký. Dẫn xài bẫy xuống thử thách ăn chôm chôm được. Thử thách là thằng nào ăn ít nhất là có trả tiền. Thử thách là phải hái mấy trái xanh xanh á, chua chua á. Để mai em dẫn xài bẫy xuống nha. Xài bẫy xuống làm thử thách ăn chôm chôm. Thằng nào mà ăn ít nhất ăn không nổi thằng đó trả tiền. Anh cần ký chôm chôm là tính tiền. Đó. Cần cả vỏ, cả cành, cả nhánh gì, cả lá. Cái giá đổi. Sâu. Có dồi nha. Mưa. Tét cả nó mưa có dồi. Em trên quốc mẹ mà dồi. Ủa. Ê, để em hỏi thăm sức khỏe anh chứ rồi em ăn tới mai luôn. Xuống dưới đi, ngồi đây nguy hiểm quá, hồi cái té cái đuôi luôn. Đi. Hái mớ rồi xuống đây em hái đi. Đi xuống. Em hái đi, thả xuống đi. Vậy giờ anh xuống anh cầm này xuống trước chưa? Anh xuống đi rồi xuống đi em thả xuống cho anh. Hai thằng đây nó sàm sàm trời mưa tới quất cho thằng búa cái lụm nụ luôn. Lượng này cũng ốm dưới ta. Em ốm gặp anh ốm dưới nghe em nè. Còn 48 kg. 59 60 còn 48 à. Ốm vậy rồi nó ốm đều teo đều hay là nó teo chỗ không anh? Hả? Nó rút đều hết luôn. Rồi chỗ đó rút không? Chỗ đó rút không? Chỗ đó nó rút 50%. Rút 50% à. Giờ chắc còn giống con thạch sùng quá. Chụp nha. Bây giờ thì Thường Gòm sẽ ra ngoài đây hái mấy chùm chín này cả nhà. Đây, quá trời luôn. Phía này cả nhà. Nhiều ghê lắm. Tốt cành kia nữa cả. Đó, Thường Gòm sẽ ra vào đây hái. Hái thật là nhiều luôn. Hái nhiều mà đem xuống rồi vừa ăn vừa nói chuyện với luôn ha. Rồi ngày mai chắc sẽ dẫn cậu Bảy với lại chị Phương với lại Bin, cậu Tài hay là tất cả ai rảnh á, mình xuống đây mình sẽ làm một cái thử thách là ăn chôm chôm, sẵn là mua chôm chôm ủng hộ anh Lương luôn. Quá trời chôm chôm cả nhà. Thôi thì giờ Thường Gòm sẽ tranh thủ hái xuống mình ăn, còn hỏi thăm sức khỏe anh Lương cho cả nhà mình cùng biết nha. Cẩn thận nha. Gặp là cái thằng sợ độ cao nó loại luôn. Cẩn thận nha, thằng ơi trơn lắm á. Trời ông nội ơi, mấy cái chín không hái ông nội, đi hái mấy trái vàng vàng ông nội. Mấy trái chín này bị cao quá, không dám. Trơn nha, từ từ nha. Từ từ ngang coi chừng rớt gãy cái cành chôm chôm uổng nha. Cha, lo. Hồi nãy mới mưa xong. Wow. Yeah.
rớt đúng cái điện thoại luôn. Ôi giời, không ngồi. Banh chành hết luôn rồi. Trời ơi, trên cao cả nhà, trên cao quá trời chùm chùm chín luôn. Chín đỏ hết cả nhà. Đây nè. Lưng ngố đang dưới lụm cả nhà, thường gồm thả xuống nó rớt tanh tành hết rồi. Thường gồm bị sợ độ cao cho nên là chỉ quay cho mọi người xem thôi. Chứ còn là tắt cam mới hái á. Ui. Ui ui ui. Ôi, cái chùm chùm là đã chưa? Chùm chùm thường mình nhìn nó đẹp rồi cả nhà. Chụp đây ca. Được chưa? Đây cả nhà, thì giờ vừa hái được chùm to luôn. Đây, một chùm to. Đẹp chưa? Wow. Ờ, cái này gần 2, cái này 2 kg không ít đâu. Chùm to cả nhà đã chưa? Trái bên này thì sắp chín rồi nè. Bên này thì tầm vài ngày nữa, 5-7 ngày nữa ăn ngon nè. Chụp luôn đây. Ok chưa? Trời ơi trời. À vậy hả? Đây cả nhà, một chùm to luôn. Còn trong 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 đó mấy cái trái nó rời, nó tách ra cả nhà, nó rớt ra một bao luôn cả nhà. Rồi, báo vô đây được cả nhà. Ngày mai dẫn đồng đội xuống báo mua ủng hộ lương luôn. À, to. Làm trái hay làm trái ăn không sao, chắc không sao đâu. Ăn nhiều nóng. Cũng mà ít ăn được cái bánh nuốt. Cái này mấy trái này mà không ăn, ăn cái nó ăn hoài kìa. Nó ngọt ngọt mình á. Đây thì gọi mà cả nhà mình nha. Chôm chôm thường. Chôm ngon rồi cả nhà nha. Bây giờ bữa giờ cô chú mình cũng nhắn tin hỏi ra, hỏi thăm sức khỏe của Lương, nhắn tin cho Thường Gòm nhiều lắm, cũng điện hỏi thăm Thường Gòm mà. Tại vì Thường Gòm cũng bận cả nhà, vô mùa đi lấy ong á, gọi là bán mật ong cho cô chú anh chị mình á, đi vào rừng cũng nhiều nên không có thời gian cũng không trả lời hết cô chú anh chị mình. Thì sẵn ngày hôm nay tranh thủ rảnh buổi chiều nè. Cho chạy xuống thăm anh Lương để quay cả mình xem luôn ha. Bữa giờ anh có đi khám chưa? Tuần sau, đầu tuần sau nay cuối tuần. Ủa, từ vậy là từ bữa em xuống 2 đợt rồi là chưa đi khám luôn. Thì nó hẹn 2 tháng hơn thì em xuống có nhiêu ngày đâu, em tính nay nhiêu ngày chưa được. Được nửa tháng nữa. Chưa được nửa tháng. Bây giờ, chưa đi. Tuần sau, đầu tuần sau mới đi. Tại vậy mà tưởng em tưởng bây giờ anh đi rồi, tại vì em nghĩ chắc lâu lắm rồi. Có chi. Làm quên ngày luôn đó nha. Tuần sau mới đi, đầu tuần sau đi. Giờ cuối tuần đi là tại mình đi, phải đi trước một đêm đó. Lên đó ở, xong rồi sáng đi khám sớm không? Để anh cũng thuốc tây không? Thuốc tây không? Thì là lên khám xét nghiệm thôi đúng không? Thì giờ lên khám mới biết uống hay không hay sao này. Giờ lên tầm soát ung thư là nó kiểm tra hết luôn, xét nghiệm hết luôn. Đợt này là tuần sau lên làm kiểm tra tầm soát là kiểm tra ung thư đúng không? Và xét nghiệm coi là lành tính hay là ác tính đúng không? Ừ. Thì kiểm tra chứ cái này tổng quát thế này. Cũng hy vọng là lần này anh Lương lên khám cả nhà. Thì cái kết quả của nó thì không có vấn đề xảy ra cả nhà ha. Đi. Tôi nghe em nói tôi nản, tôi cũng muốn ăn cháo lòng á. Định mai làm clip ăn cháo lòng, nghe em nản. Công nhận là sức khỏe anh xuống nhanh thiệt á. Hôm qua mấy ngày nay là Thường Gòm có đăng là cái clip cũ á nha. Hôm qua có clip cũ không? Trời ơi, anh mập. Cái clip mà anh em mình chú chui độc biến nhà anh á. Đó. Hôm qua thì Thường Gòm có đăng là cái clip cũ mà Thường Gòm với Hải Ca với Lương Ngố á nha. Chở mua cái chuối độc biến á, bị Lương anh chon cái nhà. Thì lúc đó anh Lương mập trong nhóm là Lương mập nhất, mập trắng xong, nhất luôn. Đủ mà mập trắng nhất, mà đẹp trai nhất cả nhà. À, là sau mới tới Hải Ca. Hải Ca xong mới tới Thường Gòm. Mà bây giờ là thằng Hải Ca đó thành ngải heo rồi. Nó mập kinh khủng luôn. Còn anh Lương Thường Gòm thì ốm, nhưng mà Thường Gòm ốm là tại vì do là đã kêu là Thường Gòm rồi. Kêu Thường Gòm cả nhà thì Thường Gòm không mập được đâu, cứ vậy hoài à. Mà còn quan trọng anh Lương là lúc trước là tròn trịa lắm, trắng trẻo mập mập rồi kia. Mà giờ anh xuống nó ốm hơn Thường Gòm luôn cả nhà, xuống 10 không nhận nhanh 10 kg. Xuống hơn 10 kg. Nhanh quá nha. Bây giờ anh có quay gì nữa không? Quay clip bây giờ. Đâu quay gì được, hồi trước còn phải khỏe đi quay mà cũng không quay được gì, đây đặt cá bán rồi. Đặt lờ này kia anh ta cũng trộm. Với lại cũng bị cô chú chửi nhiều quá. Sao chửi? Nói mình đi sát sinh nhiều. Đúng rồi. Bữa em cũng thấy cô chú nói
coi như có nhiều người nói anh Lương là đã bệnh rồi còn đi sát sanh, là bệnh là đúng rồi đó, chửi anh Lương vậy cả nhà. Thật sự bệnh mình đâu có muốn đâu cả nhà, đâu phải là thật sự mà nói là không phải là mình đi đặt cá đặt này là kia sát sanh là bệnh cả nhà. Cái đó giống như kiểu này, cái trước đây cái nghiệp của mình thì mình gánh mình chịu thôi, chứ đâu phải là ngày hôm nay đi bắt cá đi mua sinh bắt cái này bắt kia bán cái là kêu là bệnh đâu cả nhà. Vậy mà có nhiều người vô chửi nhiều cái cũng nặng lắm cả nhà, gọi điện chửi ghê lắm, gọi điện chửi luôn. Nhưng mà thì ai cũng như mình, nếu mà được ở nhà sung sướng mà không cần lo gì chắc cũng ở nhà hết rồi. Đúng rồi, đâu còn phải đi bắt ra mua sinh đâu cả nhà. Bệnh hoạn đi bắt làm chi, ở nhà sướng có ăn đầy đủ ở nhà thôi chứ đi lặn lội làm gì cả nhà. Lương nói chung là Lương anh đi đặt cái đó là thứ nhất là cũng muốn quay clip và đăng lên cả nhà mình xem là công việc hàng ngày của anh Lương, với lại là cũng muốn đăng lên cho cô chú anh chị mình trải nghiệm rồi để xem để trải nghiệm bắt là bắt cá bắt rắn hay là bắt ếch là bắt bằng cái gì như thế nào, rồi trong rừng hay trong suối như thế nào thế này thế kia, thì cũng muốn chia sẻ cô chú anh chị mình xem cho nó vui. Với lại cái quan trọng là anh Lương muốn đi để thứ nhất là có tiền ở trên cái video đó thì nhờ được xem cô chú anh chị mình, và cũng như là nhờ cô chú anh chị xem quảng cáo thì mấy anh em này mới có tiền. Rồi với lại là anh Lương ví dụ bắt được nhiều cá, Lương em về chợ Lương bán thì cũng có tiền rồi về mua thuốc uống cả nhà. Nhờ bị chửi nhiều quá, anh Lương nói bị chửi nhiều quá anh cũng ngại, anh không còn cái động lực để quay nữa cả nhà. Hồi xưa nói chung là đặt cá nó cũng nhẹ lắm rồi đó, chứ không có đi làm được. Hồi xưa còn đi mằng mướn được, giờ bệnh cái mình đi làm việc nhẹ nhẹ thôi chứ hết biết làm gì. Ở nhà không thì cũng không ra gì, không làm được gì hết. Ở nhà không sẽ bị chửi làm biến. Mà đi bắt cá đặt này đặt kia bắt cá thì kêu sắc xanh. Thì thật sự ở dưới quê mấy anh em quay quẩn thì cũng mới có mấy cái nghề đi bắt con này con kia bán cả nhà. Rồi như thường gồm thì thường gồm đi mua ve chai với mẹ, nghề kiếm sống của gia đình thường gồm là chủ yếu chính là mua ve chai cả nhà. Rồi rảnh rỗi thì quay YouTube cho cả nhà mình xem, may mắn được cô chú anh chị mình xem nhiều rồi ủng hộ nhiều thì có thêm một chút đỉnh kinh phí bên YouTube nữa cả nhà. Còn anh Lương thì ở nhà làm rẫy, làm trong bắt cái bưởi cả nhà để kiếm tiền, mà không may bệnh thì giờ anh Lương đâu có làm xịt thuốc xịt đồ đâu làm được nhiều cả nhà, thì cũng phải đi đặt lờ đặt bắt cá này kia bán kiếm thêm. Mà đặt kiếp bị chửi quá không nghĩ luôn cả nhà, chứ giờ không bắt mấy cái không đặt đó thì đâu có tiền đâu mà ổng muốn mua thuốc uống. Thì cô chú anh chị mình cũng có cho anh Lương đó, cho là cũng nhiều lắm, nhưng mà thì cô chú anh chị có giúp anh Lương một cái khoản nào thôi chứ không thể nào mà giúp anh Lương suốt cả đời được, nên thì anh Lương cũng phải bươn chải cả nhà, nên mong cả nhà thông cảm nha. Tự mình cứu mình thôi. Tự mình cứu mình đó cả nhà, chứ không ai cho hoài, thật sự luôn không ai cho hoài, tại vì cô chú anh chị còn gia đình của cô chú anh chị nữa, còn cuộc sống của chú anh chị nữa, làm cực khổ quá nha. Cô chú anh chị nhiều người kêu là Lương ngố dạo này được người bên nước ngoài gửi tiền cho ha, sướng ha, đã ha. Bệnh như anh Lương thì mới biết cả nhà, thật sự luôn, mà nhận cái đồng tiền đó không có vui đâu cả nhà, nhận xong cũng đi ra mua thuốc rồi uống hết nè. Nhưng mà cô chú bên nước ngoài nghe nói bên nước ngoài chứ thật sự làm đổ mồ hôi sôi nước mắt anh bệnh cũng cực khổ mới cái ra đồng tiền cả nhà. Nhiều người lên nói nhiều cái cũng giờ có tiền đổi xong rồi miệng chẳng thà mình thiếu ăn ngày bữa đói bữa no, mình có sức khỏe mình đi làm thoải mái hơn. Giờ bệnh thứ nhất là mình không biết mình sống chết sao, mình không ăn uống được gì, mình không làm được gì, không đi đâu được, không làm được gì, nó mới mệt ha. Mà hy vọng là từ sau đi đúng không? Sao? Từ sau đi thì hy vọng từ sau luôn đi khám thì chúc cho anh Lương có một cái sức khỏe tốt, có một cái kết quả thật là tốt để anh Lương về đương thuốc khỏe mạnh còn đi chiến đấu lại Thường Gòm với lại mấy anh em nữa cả nhà. Thì cũng thông qua cái video này thì Thường Gòm cũng trở thành cái lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị mình trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn ủng hộ tất cả mấy anh em trong team, thì cũng như là quan tâm tới sức khỏe của anh Lương rồi giúp đỡ cho anh Lương trong suốt khoảng thời gian qua cả nhà mình nha. Thì giờ anh Lương trước khi chào cô chú anh chị mình, Lương có gì lời nào cảm ơn cô chú anh chị mình? Lương cũng cảm ơn tất cả cô bác anh chị cũng như Thường Gòm thời gian qua luôn giúp đỡ Lương. Lương không biết nói gì hơn, thì Lương chúc tất cả có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn giờ thì chắc Thường Gòm xin kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha. Còn hôm nay thì quay cho cả nhà mình xem sức khỏe Lương rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chào tạm biệt cả nhà mình. Chào cả nhà nha.